Clip: lái xe khi chưa rút vòi bơm, nữ tài xế kéo đổ cục bơm xăng. Dù vòi bơm vẫn đang cắm ở xe, nữ tài xế vẫn lái xe rời đi, rồi kéo đổ cả cục bơm xăng khiến người xem thót tim. Sự việc xảy ra tại một trạm xăng ở Hàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong clip, một nữ tài xế điều khiển chiếc ô tô màu trắng vào trạm xăng dầu để đổ nhiên liệu. Tuy nhiên, khi vòi bơm vẫn còn cắm ở bình xăng, nữ tài xế đã vội vàng phóng xe đi. Phát hiện ra sự việc, nữ nhân viên trạm xăng đã chạy theo, cố gắng rút vòi bơm ra nhưng do bị vướng vào dây nên cô đã bị quật ngã xuống đất. Lúc này, nữ tài xế chưa nhận ra sự việc nên vẫn lái xe đi tiếp cho đến khi cây xăng bị kéo đổ. Ngay sau đó, người phụ nữ cầm lái chiếc ô tô đã xuống xe và xem xét tình hình của nhân viên trạm xăng. Điều may mắn là không ai khác bị thương ngoài nữ nhân viên và cũng không có thiệt hại đáng kể, đặc biệt là không xảy ra hỏa hoạn. Theo điều tra từ cảnh sát địa phương, nữ tài xế này vừa mới lấy bằng lái.